Xin chào tất cả các bạn, hôm nay trời nóng VL nên chị rủ mấy con ML bạn thân đi công viên Hòn Dấu Đồ Sơn và gặp những bức tượng điêu khắc ngộ nghĩnh đến bãi đái ra quần. À, đây đéo phải là chị nhé, chị đéo ngon được như vậy đâu, sẵn tiện ông nào có info gửi về bách cho chị nhé. Nhìn make up của chị có tởm không chị bạch tuyết ơi, phố chưa lên đèn nhưng chị đã lên đồ. Lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà. Lên nóc nhà là bắt con gà. What the hell? Chụp ảnh nào anh em ơi, cười lên, tao bảo cười lên mà, đờ mờ cười như tao nè. Chúng mày có hay bị bố mẹ chửi là con nhà người ta thế này thế nọ không? Đờ mờ nhìn xem, đây là con nhà người ta đấy, tao khổ quá mà. Mỗi người mỗi số phận, không ai giống ai, nhưng tình yêu chỉ một. Ôi đã, tao thấy có gì đó quen quen ở đây, chúng mày có thấy con này giống ai không? Đờ mờ, không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Cái đéo gì thế này? Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao Tôn Ngộ Không lại được sinh ra từ đá rồi. Cảm hứng để Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký chắc chắn từ công viên Hòn Dầu. Đổi tư thế nào?